Anh Trinh xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên đài truyền hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại BQN TV 57.3. Và thưa quý vị, hôm nay anh Trinh trong phòng ghi hình và thu âm có một vị tu sĩ mà có lẽ rất là thân quen với đồng hương Houston của chúng ta, đó là thầy Thích Nguyên Đạt, là một vị tu sĩ trong chùa Việt Nam của mình tại Houston. Thì trước nhất anh Trinh xin được kính lễ với thầy và mời thầy chào đến quý đồng hương. Dạ, kính chào chị Anh Trinh, cũng như kính chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Dạ, tôi tên là Thích Nguyên Đạt, là một thuyền nhân Việt Nam của cuối thập niên 80 đến tại đảo Pulau Pinang, Malaysia. Dạ, đến đây xin được kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Vâng, mô Phật. Vâng, thưa quý vị, thì quý vị cũng biết là sau năm 75, nghĩa là sau ngày 30 tháng 4 thì dòng người vượt biển để mà đi tìm tự do rất là nhiều. Và trong đó có rất nhiều thành phần khác nhau của quê hương mình phải bỏ nước ra đi. Thì trong đó có một vị tu sĩ mà lúc đó quý vị biết là rất còn trẻ, nhưng cũng đã phải lên tàu để đi tìm con đường tự do xa lánh chế độ Cộng sản. Đó là thầy Thích Nguyên Đạt. Và thầy đã đến Pulau Pinang vào những cái năm gần cuối cùng, để mà sau đó Pinang đóng cửa, là cuối thập niên của 80. Thì trước nhất thì con xin được hỏi thầy là trước đó thì thầy có một cái suy nghĩ thế nào? Tại vì con nghĩ là người tu sĩ thì sống chế độ nào cũng được, nhưng mà thầy có những cái áp lực nào để mà thầy bỏ quê hương để mà ra đi, trong khi cái chết thì nhiều hơn là sự sống? Dạ, các chị. Chị hỏi câu hỏi này thì tôi nhớ lại ngày tôi lên bàn thanh lọc thì cao ủy tị nạn họ cũng hỏi tôi một câu hỏi tương tự như vậy. Lý do nào khiến anh thầy phải bỏ nước ra đi? Thì quý vị biết rằng lý do nào sống trong một cái chế độ độc tài, một cái chế độ khắc nghiệt của xã hội Cộng sản thì biết bao nhiêu cái áp lực để làm cho mình phải bị ức chế về tâm thức, nói chung là sau 30 tháng 4, 75 biết bao nhiêu thành phần của xã hội miền Nam đã đi vào con đường tù tội, và bao nhiêu thứ mà nhà nước lúc bây giờ tìm cách để mà triệt hạ, triệt tiêu. Thì chúng tôi được sinh ra và lớn dậy trong xã hội miền Nam, và tuổi trẻ sau 75 thì đương nhiên chúng tôi là một tu sĩ Phật giáo, bị một cái cộng nghiệp chung của đất nước, thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái hà khắc, những cái đàn áp, đặc biệt là đàn áp về tu hành, về lý do tôn giáo, không thể nào tránh khỏi. Trong cái bản thân của gia đình chúng tôi thì tôi có ba người anh đi trong quân đội, thì cũng là một trong những cái yếu tố lớn mà để làm cho cái đời sống tinh thần của chúng tôi phải khủng hoảng trong một cái chế độ mà cộng sản như vậy, cho nên khiến tôi phải bỏ nước ra đi. Vâng, thưa quý vị, thì qua cái lời tâm tình của thầy Thích Nguyên Đạt thì chúng ta cũng thấy là qua một cái cơ may thôi thì trong văn khố thiền nhân đã biết được, mà từ ở bên Canada thì lại biết ngược lại về Houston là thầy Thích Nguyên Đạt là một thiền nhân của Pulau Pinang. Thì chúng tôi mời thầy và cung thỉnh thầy đến đây để chia sẻ một chút tâm tình về cái chuyến vượt biển của thầy. Thì thưa thầy, được biết là khi mà thầy vượt biển vào trại Pulau Pinang thì theo anh Trinh được biết là những cái thuyền nhân đều có một cái giống như một cái ID, có một cái số thẻ tị nạn, thì thầy có còn nhớ cái số tị nạn của mình không? Ôi dạ thưa chị, tôi nhớ. Dạ, bởi vì tôi đến sau ngày 30 tháng 4, sau ngày 14 tháng 3 năm 1989 đến ở tại trại nạn đảo Pulau Pinang. Thì lúc bây giờ chuyến tàu của tôi gồm có 214 người, một trong những chiếc tàu lớn chở rất đông thuyền nhân, và đã đi đến Pulau Pinang. Như vậy là mang MC là 501, và cái số tị nạn của tôi là 501128, tôi còn nhớ rõ như vậy.
Và cái số này như là một cái thẻ căn cước của mình vậy, số khai sinh của mình vậy. Suốt trong thời gian ở trại tị nạn thì tất cả những thông tin của mình được gọi trên cái số của tị nạn của mình, tức là số của tôi là 501128, tôi còn nhớ như vậy. Trinh nghĩ là cái số đó không những chỉ là một cái số của trong thời gian mình ở trại tị nạn, mà con còn nghĩ rằng cái số đó nó giống như là một cái thẻ, giống như là để cuộc đời mình sống lại lần thứ hai. Nghĩa là cái đó để biết rằng là mình đã sống, mình đã đến được ít ra là một cái chỗ tạm dung trong cái thời gian để mà mình vượt định cư. Thì thưa thầy, thầy ở đó cho tới năm mấy? Tại vì biết là năm 91 là coi như ở cái Bi Đông là họ đã giải tán hết cho những cái thuyền nhân đi vào trong đất liền. Thì thầy ở... Dạ thưa chị, khi tôi đến ở trại tị nạn vào sau ngày đóng cửa đảo 14 tháng 3 năm 1989, thì có lẽ không nhớ ngày rõ lắm, chứ cả là vào cuối tháng 4 hoặc là đầu tháng 5 gì đó. Thế riêng rồi tôi đến ở trại tị nạn, lúc bây giờ tại trại tị nạn số lượng thuyền nhân còn khoảng 17.000, trên dưới 17.000 và cỡ đó. Thì bắt đầu năm 90, cao ủy tị nạn và chính phủ Mã Lai có lẽ là có chương trình để làm sao để trả lại cái đảo Pulau Bidong này cho Malaysia, và số thuyền nhân còn lại họ tìm cách di chuyển để qua cái trại thứ nhì, chuyển tiếp, đó là tại trại Sagabisi ở tại thủ đô Kuala Lumpur. Và như vậy tuần tự cao ủy cũng như chính phủ Malai đã đưa người qua về bên đó. Thì tất cả những gì còn ai còn ở tại trại tị nạn thì tìm cách, nhất là trong một cái cộng đồng người Việt tị nạn ở nơi trại tị nạn, thì chúng ta phải làm tất cả những điều cần thiết trước khi để mình đi. Chùa thì cũng lo làm lại cho đẹp cái ngôi chùa trước khi mình đi, nhà thờ cũng vậy, mà đặc biệt tất cả thuyền nhân Việt Nam chúng ta cũng nhìn lại nơi đây là một cái kỷ niệm lớn của tập thể người Việt khi mà rời quê hương đến cái nước thứ hai định cư, đó là cái đảo Pulau Bidong. Trong cái con đường vượt biên, vượt biển cũng có rất nhiều đồng hương của chúng ta đã xấu số bỏ mình ở tại trại tị nạn. Cho nên bao nhiêu những mã mồ từ ở các khu ở trại Pulau Bidong, chúng tôi cũng kêu gọi tất cả đồng bào cùng đóng góp công sức, tình tài để mà mình trùng tu xây dựng lại mồ mã cho thuyền nhân trước khi chúng tôi lên đường. Và trong tôi còn lại một số hình ảnh khi mà làm mồ mã của trại tị nạn Pulau Bidong, cũng như một số hình ảnh mà chúng tôi lúc bây giờ cùng với được sự mời của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và chính phủ Mã Lai, để rồi cao ủy tị nạn sẽ trả lại cái đảo Pulau Bidong mà cao ủy tị nạn đã mướn của chính phủ Mã Lai sau 75 là người tị nạn, thì để cho người tị nạn cư trú ở tại cái đảo Pulau Bidong. Thì vào tháng, chúng tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà còn một số hình ảnh có ghi ngày, đó là tháng 10 năm 1991, là cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cùng với chính phủ Malaysia và cái tổ chức gọi là Hội Hồng Nguyệt, Hội Hồng Thập Tự đó, nhưng mà ở Malaysia thì người ta kêu là Hội Hồng Nguyệt. Thì trên kéo ba lá cờ này xuống để mà bàn trả lại cái đảo mà cao ủy tị nạn đã mướn trả lại cho chính phủ Malaysia. Và tất cả thuyền nhân lúc bây giờ được đưa di chuyển mỗi ngày tấp nập để đưa qua cái trại thứ hai chuyển tiếp, đó là trại Sagabisi ở bên cạnh của thủ đô Kuala Lumpur. Vâng, thưa quý vị thấy là đó là những cái chuyến tàu mà tới năm thập niên 80 vẫn còn có những người vượt biên sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Thì đúng vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 75, có một chiếc tàu, đó là chiếc tàu Trường Xuân, đã đậu tại Khánh Hội, và chiếc tàu đó thay vì chở những cái vật dụng để mà gọi là một chuyến tàu buôn bán của ông Trần Đình Trường, và chuyến tàu đó đã khởi hành chở đoàn người vượt biên đầu tiên để rời thành phố Sài Gòn để đi đến vùng đất tự do, và trên chuyến tàu đó chở gần 4.000 người và cũng để lại rất nhiều kỷ niệm. Thì trước khi mà chúng tôi trở lại với chương trình thì anh Trinh mời quý vị nghe bài hát Chuyến Tàu Định Mệnh, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, muốn kể lại, muốn viết lại về chuyến tàu Trường Xuân đã chở gần 4.000 con người Việt Nam vượt biển vào đúng chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thank you.
dìu nhau đến đây ngàn đời xa cố hương. Ra đi trong giờ đau thương lúc quê hương bàng hoàng, người say phút vinh quang. Ai đi ai ở nào hay, người đông kẻ phương Tây, cùng sống trong đóa này. Trùng hương bát ngát người ơi, sống dâng cao vời vời, thuyền trôi biết về đâu. Vắng trăng trôi miệng sâu, giúp cho tôi nhiệm màu, làm sao bớt nỗi sầu. Tôi yêu con tàu trường xuân, đàn con đến đây ngàn đời xin khắc ghi. Mai ta yêu bạn nơi nào, đừng quên phút gian lao, cùng sớt chia.